Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một dự án 6 căn thuộc Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, rất là gần với vị trí đây mọi người có thể nhìn thấy trường tiểu học, trung học Vinschool mọi người ạ. Với cái giá chào bán rất là hợp lý, chỉ từ 1 tỷ 870 triệu đồng thôi, mọi người đã có thể sở hữu cho mình một cái căn nhà rất là gần với vị trí này và được tận hưởng tất cả những cái tiện ích của nội khu mà khu vực này mang lại mọi người nha. Xin mọi người theo em vào vị trí căn nhà. Ngọc Ánh xin trân trọng giới thiệu tới quý khách hàng, đây chính là dự án 6 căn thuộc Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Từ vị trí của cái dự án này mà đi ra vị trí em Ánh đứng ở ngoài kia nó chỉ rơi vào tầm 700 mét thôi mọi người ạ, rất là gần, được tận hưởng toàn bộ những cái tiện ích nội khu của cái khu Vinhome đấy mọi người nha. Mời mọi người theo em vào vị trí một trong 6 căn này với cái giá chào bán chỉ từ 1 tỷ 870 triệu, diện tích là 34 mét vuông, xây dựng và thiết kế là 3 tầng, đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ và những giấy tờ pháp lý liên quan mọi người nha. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 70% giá trị nhà mọi người ạ. Mời mọi người theo em vào vị trí cụ thể của căn nhà này nha. Với mặt tiền là 3,4 m, hướng nhà là hướng đông nam. Đấy, như mọi người quan sát đây. Cửa chính của ngôi nhà được thiết kế 2 lớp, lớp ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa kính. Ngõ trước nhà là 2,2 m, cách trục đường ô tô chỉ rơi vào khoảng tầm 30 mét thôi mọi người ạ, rất là gần. Từ vị trí của ngôi nhà này rất là gần với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, gần những cái tiện ích nội khu của Vinhome City mọi người nha. Mọi người theo em vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Với cái 34 mét vuông thì chủ đầu tư thiết kế ngôi nhà này như thế nào ạ? Thiết kế tầng 1 của ngôi nhà gồm một phòng khách và một phòng bếp. Vị trí của Ngọc Ánh đang đứng ở đây đó là phòng khách. Toàn bộ hệ thống đèn LED chiếu sáng, trần thạch cao, về gạch ốp, gạch lát, thiết bị vệ sinh đều đã được hoàn thiện xong hết rồi. Với hiện trạng của ngôi nhà như ở trên video thì mọi người có thể nhìn thấy là chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Và cái giá chào bán thì vô cùng hợp lý với một cái vị trí rất là lý tưởng, được tận hưởng với toàn bộ những cái tiện ích xung quanh. Cách cái trục đường mà Lê Trọng Tấn mọi người ạ, rất là gần, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính khoảng tầm 1,5 cây, cách với lại đại lộ Thăng Long nó chỉ rơi vào khoảng tầm 500 m mọi người nha. Gạch lát nền của ngôi nhà đây mọi người có thể nhìn thấy kích thước 60-60 vân đá màu sáng và cái tông màu chủ đạo của cái ngôi nhà này đó là tông màu trắng ngà mọi người nha. Phòng khách rất là rộng đấy, rất là hợp lý. Và mời mọi người theo em vào căn phòng bếp của ngôi nhà. Hệ thống điện, hệ thống nước của ngôi nhà cũng đều được hoàn thiện đầy đủ hết rồi. Như mọi người quan sát đây, tủ bếp rất là rộng. Tủ bếp được thiết kế là chất liệu gỗ sồi Nga mọi người nha. Phụ kiện bếp cũng đều đã được hoàn thiện đầy đủ, đều là chất liệu inox 304, chậu rửa bát cũng như là vòi rửa chất liệu inox 304. Được sử dụng bằng kính ốp bếp Minh Long mọi người này. Đây. Và mặt bếp cũng là được ốp đá rồi mọi người nha. Phòng bếp rất là rộng, không gian phòng bếp rất là rộng, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này để lấy thoáng cũng như là cái không khí vào trong cái gian phòng bếp này. Tầng 1 của ngôi nhà gồm có một nhà vệ sinh nữa mọi người ạ. Nhà vệ sinh này có đầy đủ về bồn cầu cũng như vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ hệ thống 3 tầng của căn nhà. Cửa nhà vệ sinh là được thiết kế là cửa nhôm kính, rất là chắc chắn. Hệ thống tay vịn cầu thang từ phía tầng 1 lên tới tầng 3 của ngôi nhà là gỗ lim Nam Phi mọi người nha. Mặt bậc, cổ bậc đều được lát đá xanh. Ở phía phòng khách đây mọi người có thể nhìn thấy luôn, có vách gỗ CNC ngăn cách giữa khu vực cầu thang và phòng khách cũng như là phòng bếp mọi người nha. Và mời mọi người theo em lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây chính là phía tầng 2 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời mọi người theo em vào căn phòng ngủ phía thứ nhất. Căn phòng ngủ hướng ra phía mặt ngõ này.
Hướng nhà thì là hướng đông nam, rất là thoáng mọi người nha. Mùa hè thì mà mát, mà mùa đông thì rất là ấm. Cửa sổ đây, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài thì được thiết kế là hai lớp cửa, lớp ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đồng thời chủ đầu tư thiết kế cũng rất là chi tiết về ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa mọi người nha. Hệ thống trần thạch cao, thiết kế theo kiểu hệ giật cấp và hệ thống đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được hoàn thiện đầy đủ. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, chủ đầu tư thay thế cái gạch lát nền từ vân màu đá sang vân màu gỗ mọi người ạ. Cảm giác rất là ấm. Nếu mà nhìn thoáng qua thì lúc đầu sẽ tưởng là sử dụng không phải là gạch ốp lát mà là gạch mà là sàn gỗ đấy mọi người ơi. Cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa nhựa composite nha mọi người. Chống cong vênh, chống mối mọt và là thế hệ cửa mới nhất, hiện đại nhất tính đến thời điểm hiện tại. Có một phòng vệ sinh ở phía trên tầng 2 dành cho hai phòng ngủ, gồm đầy đủ về bồn cầu cũng như là sen tắm, sen cây tắm nóng lạnh, lavabo, gương tắm, đầy đủ mọi công năng cho một hộ gia đình sử dụng với các tầng. Phòng ngủ tiếp theo thứ hai của ngôi nhà đây mọi người ơi, rất là rộng và đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài, rất là thoáng. Phòng nào cũng được chủ đầu tư thiết kế tỉ mỉ và chi tiết về ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Mỗi cái diện tích căn phòng ngủ như cái căn vừa rồi em quay thì là nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 12m và căn phòng ngủ này nó sẽ rơi vào khoảng tầm 10m mọi người nha. Diện tích nó không phải quá lớn nhưng cũng đầy đủ và thiết kế cũng rất là hợp lý. Cửa đây ạ. Đấy. Cửa này thì nếu như mà nhìn cũng thoáng qua thì mọi người có thể nghĩ là cửa gỗ nhưng nó là cửa nhựa composite. Rất là nhẹ. Và mời mọi người lên trên phía tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hài hòa hay không nhé. Và đây chính là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ạ. Tầng 3 của ngôi nhà khi vừa bước chân lên phía cầu thang, mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư có để một cái giếng trời ở phía trên trần hướng xuống phía khu vực cầu thang để lấy toàn bộ ánh sáng cho khu vực cầu thang. Có sân phơi hướng ra phía bên ngoài đây mọi người này. Đây. Đây chính là phần sân phơi, khu vực sân phơi được bao quanh là có đều là có hệ thống lưới hệ thống sắt an toàn rồi. Khu vực để máy giặt đây. Đó. Và trên tầng 3 là có một nhà vệ sinh nữa mọi người nha. Trên tầng 3 có một nhà vệ sinh thiết kế tương tự như tầng 2. Và có một phòng ngủ nữa hướng ra phía bên ngoài. Với cái phòng này thì mọi người có thể sử dụng làm phòng ngủ, có thể sử dụng làm phòng thờ, tùy ý sử dụng công năng của mỗi hộ gia đình. Ngọc Ánh xin nhắc lại với lại quý khách hàng một lần nữa về vị trí của cái 6 ngôi nhà này. Thì em chỉ quay một trong 6 căn và cái giá chào bán thấp nhất là 1 tỷ 870 triệu, bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ đỏ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Vị trí của ngôi nhà là thuộc Yên Lũng, An Khánh, Hoài Đức, rất là gần với lại đại lộ Thăng Long, rất là gần với lại những cái khu vui chơi trung tâm mọi người ạ, Vinhome Smart City này, rất là gần với lại trung tâm Iomon Hà Đông, gần với lại khu vui chơi Thiên Đường Bảo Sơn. Nếu như quý khách hàng của em muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí căn nhà hoặc muốn được tư vấn thêm về vị trí khác với những cái tầm giá khác thì vui lòng liên hệ với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người nhớ xem video của em thì bấm vào like cũng như đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của Ngọc Ánh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.